ken ngoan nè. Nâng tay lên, hít hơi vào, phình bụng ra. Chưa có đúng. Xin lỗi nha, chưa đúng gì hết trơn á. Úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở nước ra. Ngẩng mặt lên, kéo tay qua, hít hơi vào. Rồi mắt nhìn theo bàn tay. Khi kéo tay là mặt ngẩng lên, mắt nhìn theo bàn tay, kéo tay qua, hả miệng ra, hít hơi vào. Ken cứ bị quên. Khi kéo tay, Ken cứ úp đầu xuống hoài à. Khi kéo tay, Ken ngẩng mặt lên, mắt nhìn theo bàn tay, kéo tay qua, hả miệng ra, hít hơi vào. Vẽ một vòng tròn trong không khí. Vòng tròn. Đưa tay về trước ngực. Đưa thẳng tay ra phía trước, mặt cúi xuống. Làm lại như vậy. Vẽ vòng tròn. Đưa tay về trước ngực. Rồi, thẳng tay ra phía trước. Thẳng tay ra phía trước là mặt cúi xuống. Rồi đếm 1, 2, 3. Ken đừng dụi mắt nữa. Càng dụi mắt sẽ càng đỏ. Rồi Ken tập lại cho Tiun coi. Ken tập lại cho Tiun coi nói. Ken giỏi coi. Giỏi. Chắc giỏi không? Không giỏi là sẽ không thể thành cá mập được. Nâng tay lên, hít hơi vào. Tay song song ngang trước ngực. Nè. Nè. Hít hơi vào. Hít hơi vào, hả miệng ra, hít hơi vào xong chưa? Kéo tay chậm thôi, khi kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. À, hít hơi vào. Rồi, đúng rồi, làm đi. Đếm 1, 2, 3 thôi mà, Ken đếm gì nhiều vậy? Ken lại bị sai nữa, làm lại cho đúng. 1, 2, 3 thôi. Đúng rồi, 1, 2, 3 thôi à. Làm lại cho đúng. Ken, tập trung. Muốn học ngồi thiền hay là muốn học bơi? Học ngồi thiền hả? Học ngồi thiền kết hợp với bơi giống như vậy đó, Ken mất tập trung quá à. Rồi, nâng tay lên trước ngực. Hít hơi vào, ngậm miệng lại. Úp mặt xuống, 1, 2, 3, thở nước ra, kéo tay qua. Khi kéo tay, là mắt nhìn theo bàn tay, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Kéo tay là hả miệng ra, hít hơi vào. Tôi nói như vậy Ken hiểu không? Hiểu không? Ken đang suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ có hiểu hay không hả? Thiệt không hả? Thôi tôi làm mẫu cho Ken coi ha. Hít hơi vào, phình bụng ra. Nâng tay lên, úp mặt xuống. Đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên. Há miệng ra, hít hơi vào rồi úp mặt xuống lại. Tập đúng như vậy và cứ lặp đi lặp lại. Nhớ là phải phình bụng lên khi hít hơi vào, vì đấy là phương pháp tập cho đường hô hấp của các bạn phát triển tốt hơn. Những bạn mà có những bệnh liên quan đến đường hô hấp thì cần phải làm đúng như vậy nha. Đây là đệ tử mới của Tuyên, tên là Xuân Phúc, tên như chủ tịch nước vậy đó, còn gọi là Ken. Học thì tốt nhưng khả năng tiếp thu thì kém. Nếu luyện bơi trở thành người cá, bạn ấy mới học được cách tập trung. Tuyên hướng dẫn bạn ấy hít thở kết hợp tay đúng cách để hô hấp tốt hơn, cho não không còn thiếu oxy, sẽ không còn lo ra mất tập trung nữa. Đây cũng là phương pháp tập hít thở kết hợp tay trị được bệnh hen suyễn. Các bạn không có điều kiện được Tuyên hướng dẫn trực tiếp thì xem mà tự tập ở nhà nhé.
Tion hy vọng tương lai tất cả người thường đều trở thành người cá, thì thiên nhiên và động vật được cứu rồi. Làm lại, giống Tion. Nâng tay lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay qua. Nâng mặt lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi, 1, 2, 3. Khép sát mấy ngón tay lại, kéo tay qua vẽ vòng tròn cho nó đều và đẹp. 1, 2, 3. Kéo tay qua vẽ vòng tròn. Sao giống con gà nó đang... Không, giống con gà nó đang bị chuẩn bị mà... Đúng rồi. Sửa cái tay lại, kéo tay qua vẽ vòng tròn nè. Tay đưa về trước ngực nè. Nhớ không? Tập lại cho đúng. Tập lại cho đúng đi Ken. Chứ em tập không đúng em xuống nước không được. Em sẽ bị lạnh nữa. Tôi cho em ngồi đây để em tập cho nó đúng. Nhớ lại, chú ý nè, nghe tôi nói nè Ken, một lần nha. Một lần này nhớ luôn nha. Hít hơi vào, nín thở lại, úp mặt xuống nước. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, nhẹ thôi. Kéo tay qua, vẽ giống như vẽ một cái vòng tròn vậy đó. Ngẩng mặt lên, hít hơi vào, tay kéo qua là cái mặt mình nó ngẩng lên. Mình thả miệng ra, mình hít hơi vào. Hả? Nè. Làm lại giống tiêu anh coi. Thẳng. Nè, tiêu làm rất chậm luôn nè, Ken nè. Kéo tay qua. Đưa về trước ngực. Rồi, cúi đầu xuống, tay thẳng ra phía trước, cúi đầu xuống. Nhớ không? Rồi Ken có thể chơi thoải mái đi. Nhớ nha. Được tự do rồi nhưng mà tập như vậy cho nó đúng. Để chuẩn bị. Ừ tập luôn đi. Về nhà mới tập. Sẽ tập ở trên phòng của Thảo. Không, ê nhưng mà mình tập bơi thì có nước, mình tập dưới nước. Chứ mình tập bơi mà mình tập trên bờ mình bơi với ai? Bơi với không khí hả? Tập bơi với cá chứ đúng không? Chơi không hả? Tập ôm lại bài cho nó đúng đi nha. Tuyên cho em tự do rồi nhưng mà em phải ý thức, em phải tự tập để nhớ nha. Chứ không thôi thua suốt bạn bè. Ở trong đầu em. Động tác đã vô đầu em hết chưa? Dạ. Nhớ đơn giản vậy thôi nè. Hít hơi vào, kéo tay, thở nước ra. Hít hơi vào, úp mặt xuống, đếm 1, 2, 3, thở nước ra. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Đúng rồi, nhớ không? Tida bạn tập ơi. Xin chào bạn Tida.